Đây là ông Hoàng Khánh Huy, 48 tuổi, ở phường Thuận Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Huy nguyên là trưởng phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Huế. Ngày 6 tháng 11 năm 2020, văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Huy do có hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó liên quan đến vụ án này, năm người khác gồm ông Nguyễn Văn Hòa 50 tuổi, nguyên là chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thủy Xuân, Dương Văn Quỳnh 36 tuổi, nguyên là nhân viên hợp đồng phụ trách địa chính phường Thủy Xuân, Nguyễn Lê Mạnh Hiền 37 tuổi, Hà Xuân Dẫn 56 tuổi, cùng là nhân viên chi nhánh văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Huế, và Hoàng Thiện Tín 33 tuổi, là chuyên viên phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế cũng đã bị bắt. Theo thông tin ban đầu, Năm 2015, Ủy ban Nhân dân phường Thủy Xuân, thành phố Huế có nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của bà Nguyễn Thị Cần, 86 tuổi, ở huyện Đà Tẻ, tỉnh Lâm Đồng. Tại hai thửa đất số 51 và 52, tờ bản đồ số 12, địa chỉ tổ 19, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế, với diện tích lần lượt là 2.259,1 m2 và 1.613,3 m2, loại đất ở tại đô thị không thu tiền sử dụng đất. Tuy nhiên, ông Huy cùng với ông Nguyễn Văn Hòa và bốn cán bộ khi tiếp nhận hồ sơ của bà Cẩn đã không xác minh, thẩm định độ chính xác, tính pháp lý, chưa làm đầy đủ hết trách nhiệm của mình mà duyệt hồ sơ trình lên Ủy ban nhân dân thành phố Huế ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho bà Cẩn tại hai thửa đất. Hậu quả, nhóm người này đã gây ra thiệt hại cho ngân sách nhà nước bước đầu xác định gần 4 tỷ đồng.